Xin kính chào quý vị. Như vậy là một tuần lại trôi qua và chúng ta lại gặp nhau trong chương trình quen thuộc Đấu Trường 100. Chắc hẳn quý vị còn nhớ trong chương trình kỳ trước thì chúng ta đã cùng nhau có dịp làm quen với người chơi chính. Một người chơi chính rất đặc biệt là bạn Nguyễn Thị Thanh. Một người chơi chính có thể nói là quyết đoán và rất là thông minh nữa. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp lại người chơi chính đó và 17 người cùng chơi. Nhưng trước tiên thì chúng tôi rất muốn tất cả quý vị chúng ta dành những tràng pháo tay thật lớn để chào đón 100 người chơi có mặt tại trường quay. Cảm ơn quý vị rất nhiều và bây giờ thì chúng tôi muốn quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn nữa để chào đón sự trở lại của người chơi chính chúng ta, bạn Nguyễn Thị Thanh. Xin chào anh Thái Tuấn, xin chào 100 người cùng chơi và xin chào toàn thể quý vị khán giả đang đón theo chương trình Đấu Trường 100. Xin chào bạn, rất vui được gặp lại bạn trong chương trình ngày hôm nay. Như chúng ta đã chia sẻ đoạn, thì ở chương trình trước thì chúng ta bắt gặp một cô gái rất là cá tính, quyết đoán, thi đấu rất là tốt. Bạn thì trông mảnh mai thế nhưng mà đá bóng này, đúng không? Chơi cả bóng chuyền nữa. Mà nói chung là chơi rất là tốt và đấu trường 100 thì bạn cũng thi đấu rất là ổn. Ở chương trình trước thì chúng ta loại bỏ được 83 đối thủ. Ngày hôm nay thì phía trước chúng ta là 17 người chơi. Bạn sử dụng hết một quyền trợ giúp từ chương trình đó là khảo sát người chơi. Nhưng mà tuy nhiên trong tay bạn thì còn lại hai quyền trợ giúp có thể nói là rất quan trọng, đó là hỏi người chơi và tin người cùng chơi. Điều đó thì giúp cho bạn tự tin hơn. Và như chúng ta đã nói rồi thì cái khoảng thời gian vừa qua bạn có tham khảo được ý kiến của ai đó, từ những người thân của bạn, bạn bè của bạn, nói với bạn như thế nào để có thể thi đấu thật tốt cho chương trình ngày hôm nay không? Dạ thì mọi người cũng chúc em là bình tĩnh và tự tin. Em cũng hy vọng trong chương trình hôm nay em làm được điều đấy ạ. Vâng, rất tuyệt vời. Như vậy là sự bình tĩnh, tự tin của bạn thì dường như là nó tăng lên chứ nó không giảm đi chút nào khi mà áp lực đang rất là lớn, đúng không ạ? Nó khác với chương trình kỳ trước khi chúng ta ở vị trí như này, bạn đối diện với 100 đối thủ, mọi chuyện mới chỉ là khởi đầu thôi. Nhưng ngày hôm nay thì bạn đã có trong tay một số tiền nhất định rồi, đúng không ạ? Phía trước chúng ta là 17 người chơi và bạn thì bạn đang hy vọng là nâng gấp đôi mức thưởng của mình lên từ thời điểm đó. Như chúng ta đã nói, đúng không ạ? Mọi chuyện thì đều có thể xảy ra trong đấu trường 100. Tuy nhiên thì nếu với những người tự tin và biết nắm bắt cơ hội thì chúng tôi hy vọng là sự may mắn nó sẽ đến. Bạn thì bạn cho rằng là trong chương trình kỳ trước mình đã làm thực sự tốt hay chưa? Em nghĩ là những cái gì đã đi qua thì không hề hối tiếc và em rất là hài lòng ở phần thi trước của mình. Đã, thế là tuyệt vời rồi. Hy vọng là ngày hôm nay thì bạn sẽ không phải hối tiếc gì cả. Với 17 đối thủ quen thuộc ở phía trước thì bạn sẽ cố gắng hết mình. Và chúng tôi cũng chúc cho người chơi chính chúng ta, bạn Nguyễn Thị Thanh sẽ thi đấu thật tốt cho chương trình ngày hôm nay. Và đó cũng là lời chúc dành cho 17 người cùng chơi. Bây giờ chúng tôi muốn hỏi là 17 người cùng chơi, quý vị sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Bạn và người chơi chính. Em sẵn sàng ạ. Chúng ta tiếp tục cuộc đấu của người chơi chính và 17 người cùng chơi. Câu hỏi của chúng ta như sau. Nước nào có diện tích lớn nhất Đông Nam Á? A. Indonesia. B. Myanmar. Hay C. Thái Lan? 17 người cùng chơi. Xin mời trả lời câu hỏi. Như vậy là 17 người cùng chơi chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Người chơi chính mỉm cười rất là rạng rỡ. Sao? Sau khi câu hỏi, anh đọc xong câu hỏi thì em nghĩ là em sẽ trả lời là đáp án A. Indonesia. Chúc 17 bạn cùng chơi cũng đúng như mình. Em xin chọn đáp án A. Người chơi chính chúng ta bạn Nguyễn Thị Thanh rất là tự tin và bạn ấy sau khi đã lựa chọn phương án thì chúc luôn 17 người cùng chơi cũng đúng như mình. Người chơi chính nói vậy nhưng đáp án chính xác từ chương trình chúng ta vẫn phải chờ xem. Phương án A là câu trả lời đúng. Chúc mừng bạn. Indonesia chính là cái quốc gia có diện tích lớn nhất Đông Nam Á. Đất nước này có diện tích là 1.860.360 km². Thứ nhì thì mới đến Myanmar và sau đó thì mới đến Thái Lan.
Và Việt Nam chúng ta thì có diện tích đứng thứ tư ở Đông Nam Á. Rất tuyệt vời. Như vậy người chơi chính chúng ta dưới rất nhiều áp lực nhưng bạn quả quyết và rất nhanh chóng đưa ra một câu trả lời đúng, rất tự tin với câu trả lời của mình. Bạn tương đối thành công. Tại sao lại tương đối đúng không ạ? Bởi vì chúng ta hy vọng là có ai đó biết đâu đúng không ạ sẽ trả lời sai để giúp cho người chơi chính chúng ta thêm tự tin một chút nữa. Chúng ta chờ xem là 17 người cùng chơi thi đấu như thế nào ở câu hỏi này. Như vậy là vẫn đã có những người trả lời sai. Chúng ta hãy chờ xem. 4 5 5 người trả lời sai. 12 người trả lời đúng ở câu hỏi này. Chúc mừng 12 người cùng chơi. Chúc mừng bạn. Như vậy là bạn tiếp tục vượt qua một câu hỏi nữa. Nhưng điều quan trọng nhất là bạn chưa mất đi mức tiền thưởng của mình và vẫn duy trì nó là 20 triệu đồng ở thời điểm hiện tại. Cảm ơn anh ạ. Bây giờ thì công việc sẽ căng thẳng hơn, khó khăn hơn một chút. Chúng ta sẽ hướng đến câu hỏi phía trước với 12 đối thủ. Nếu như bạn đồng ý đi tiếp, bạn chỉ cần loại bỏ được ít nhất là 2 người chơi nữa thôi thì mức thưởng người chơi chính chúng ta, bạn Nguyễn Thị Thanh, sẽ được nâng lên gấp đôi, từ 20 lên thành 40 triệu đồng. Sự tự tin thì tất nhiên đang hiện diện ở bạn rồi đúng không? Bạn cảm thấy rất là thoải mái với câu hỏi đầu tiên này của mình và cũng quá bất ngờ là chúng ta loại bỏ tới 5 người chơi trong số 17 người chơi. Bây giờ thì sẽ là quyết định của bạn. Đầu tiên không ạ? Thế. Em xin đầu tiên ạ. Vâng. Có lẽ mọi người cũng sẽ nhận thấy điều đó ở bạn. Quyết tâm rất là lớn. Cảm ơn bạn và chúng ta sẽ tiếp tục cuộc đấu của người chơi chính và 12 người cùng chơi. Câu hỏi tiếp theo, hiện nay trên thế giới, lượng điện dùng thắp sáng chiếm bao nhiêu phần trăm tổng lượng điện? A, khoảng 5%. B, khoảng 15%. Hay C, khoảng 25%. 12 người cùng chơi, xin mời trả lời câu hỏi. Như vậy là trong khoảng thời gian rất là ngắn ngủi 6 giây thôi thì 12 người cùng chơi chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Với họ tại sao lại là khó khăn không ạ? Bởi vì họ có khoảng thời gian rất ít để có thể tính toán. Nhưng với người chơi chính chúng ta, rõ ràng là phải tính toán một chút thôi. Nhưng bạn có thời gian để có thể suy nghĩ về điều này. Theo bạn thì hiện nay trên thế giới lượng điện dùng thắp sáng nó chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm? Dạ, em đoán là khoảng 25% ạ. Có lẽ đây là một câu hỏi không dễ dàng. Cho nên là em vẫn xin một sự trợ giúp là hỏi người chơi ạ. Bạn có hai quyền trợ giúp ở trong tay, đó là tin người chơi và hỏi người chơi. Dạ. Thực tế thì chắc là quyền tin người chơi thì người chơi chính chúng ta chưa muốn dùng đúng không ạ? Hỏi người chơi ở câu hỏi thứ hai trong chương trình ngày hôm nay. Liệu có là... Có lẽ là quá sớm. Em cần một phút để suy nghĩ ạ. Em xin chọn phương án C là phương án trả lời cuối cùng của em. Người chơi chính chúng ta đã đưa ra quyết định rất nhanh. Những người cùng chơi chúng ta thì có vẻ như không nhiều người vỗ tay của người chơi chính lắm. Đáp án chính xác từ chương trình. Và chúng ta sẽ cùng chờ xem. Chúc mừng bạn. Con số này nó là thống kê của các tổ chức khoa học kỹ thuật thế giới. Như vậy là cái lượng điện tiêu thụ khoảng 25% nó vẫn còn quá cao. Nghĩa là chúng ta trên thực tế thì cần phải giảm cái lượng điện tiêu thụ trong cái việc thắp sáng này xuống, đúng không ạ? Để chúng ta phục vụ những cái mục đích khác để phát triển. Thực tế mà nói thì người chơi chính chúng ta là một người chơi rất là tự tin. Chúng tôi cũng hơi lo lắng một chút khi bạn quyết định không dùng quyền trợ giúp là hỏi người chơi. Nhưng bạn đã tiếp tục vượt qua một câu hỏi này không dễ một chút nào cả. Hãy chờ xem là sau khi bạn làm rất tốt công việc của mình rồi thì những người cùng chơi còn lại có làm tốt công việc của họ hay không. Liệu người chơi chính chúng ta có ít nhất loại bỏ được 2 người trong số 12 người cùng chơi để nhận về mình mức thưởng 40 triệu đồng chúng ta?
Hãy cùng chờ xem. Đã có người trả lời sai, một, chỉ còn một người nữa thôi. Thì mức thưởng của bạn sẽ được tăng lên là 40 triệu đồng. Và có lẽ 2 vâng, và bạn có 40 triệu đồng tiền thưởng cho bạn tổ chức và đấu trường 100. Vẫn tiếp tục có những người trả lời sai nữa. Vâng. Tiếp tục có người trả lời sai nữa. Chúng ta hãy chờ xem. Như vậy còn rất ít người trả lời đúng ở câu hỏi này trong số 12 người cùng chơi. Có tới 8 người trả lời sai, 4 người trả lời đúng. Chúc mừng 4 người cùng chơi trả lời đúng. Chúc mừng bạn. Bạn có 4 người trả lời tiền thưởng. Cảm ơn anh ạ. Như vậy là người chơi chính chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Chỉ có điều bây giờ thì sẽ là một cái sự lựa chọn nó cân não hơn một chút xíu. Vâng, đó là cân nhắc thuộc về bạn. Bạn còn trong tay hai quyền trợ giúp nữa, đó là tin người chơi và hỏi người chơi. Có thể nói đó là những cái sự trợ giúp hết sức quan trọng trong chương trình. Đây có thể nói là một cái quyết định khó khăn đúng không ạ, ở thời điểm này. Yeah. Nhưng tất cả phụ thuộc vào bạn. Bạn đã chắc chắn có 40 triệu đồng tiền thưởng. Yeah. Nhưng mức thưởng ấy sẽ được nâng lên gấp đôi. Và bạn sẽ rất có thể có cơ hội trở thành người chiến thắng cuối cùng trong đấu trường 100. Một trong số ít những người như vậy chiến thắng tuyệt đối trong chương trình với mức thưởng là 80 triệu đồng. Tuy nhiên thì tất cả phụ thuộc vào bạn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chờ xem quyết định của người chơi chính chúng ta, bạn Nguyễn Thị Thanh là như thế nào. Bạn sẽ nhận 40 triệu đồng hay đấu tiếp ạ? Dạ, đầu tiên cho em xin hỏi 4 người chơi là 4 bạn cảm thấy vui không ạ? Vui nếu đấu tiếp. Dạ, em xin hỏi anh Thầy Tuấn Anh có thấy vui không ạ? Thực tế từ đầu đến chương trình đến giờ thì tôi cảm thấy rất vui. Vui vì phong độ của người chơi chính và vui vì khi người chơi chính hỏi thì những người cùng chơi không biết là họ phản ứng như thế nào. Dạ, em thì em nghĩ thế này. Em muốn mọi người và cả anh Thái Tuấn cũng giữ một cái kỷ niệm vui về em cũng như chương trình. Mặt khác thì một chương trình còn dang dở, tức là nó sẽ còn làm mãi mãi. Cho nên là em xin phép dừng cuộc chơi tại đây ạ. Đây. Một cách dừng cuộc chơi phải nói là rất là thông minh và nó không quá bất ngờ đâu, rất thông minh. Bạn thì bạn cho rằng là cái gì nó còn dang dở thì nó sẽ vui hơn, đúng không ạ? Tuy nhiên thì cuộc vui nào thì cũng phải kết thúc thôi, đúng không ạ? Mà kết thúc trong dở dang thì nó lại càng đẹp. Đấy là ý kiến người chơi chính của chúng ta, đúng không ạ? Bạn rất quyết đoán và bây giờ thì kể cả thời điểm này bạn cũng quyết đoán với lại quyết định của mình nữa. Có lẽ dừng lại để cho bớt căng thẳng. Cho dù bạn vẫn còn hai quyền trợ giúp rất quan trọng ở trong tay. Dạ, tuy nhiên thì chúng ta nên biết cái thời điểm dừng đúng lúc. Em nghĩ là như vậy. Mặt khác thì tuổi 20 với em, kỷ niệm tuổi 20 với em như này là quá đầy đủ rồi. Với lại 40 triệu là một số tiền lớn với em. Nó có thể đủ trang trải cho em học hành và bớt công việc làm thêm để tập trung cho việc học. Vâng, rất tuyệt vời. Như vậy chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng người chơi chính chúng ta, bạn Nguyễn Thị Thanh. Chúng tôi nghĩ đó là quyết định đúng đắn. Và chúng tôi tôn trọng quyết định đấy. Bạn thì phải nói là một cô gái năng động, đặc biệt, rất là thoải mái, tự tin. Cho đến khi đưa ra quyết định cuối cùng của mình là giữ lại phần thưởng 40 triệu đồng, rất tự tin, rất nhanh chóng. Chúng tôi chúc mừng bạn vì điều đó. Bây giờ thì bạn hãy chia sẻ chúng tôi một chút. Khi mà bạn biết được rằng là bạn đã vượt qua câu hỏi vừa rồi, nhận được mức thưởng 40 triệu đồng, thì điều bạn nghĩ tới đầu tiên là gì ạ? Điều em nghĩ tới đầu tiên là qua màn ảnh nhỏ em muốn gửi cái lời cảm ơn sâu sắc nhất đến bố mẹ, thầy cô, bạn bè và tất cả mọi người thân xung quanh em. Trái tim của em thì rất là nhỏ bé, tuy nhiên thì nó đủ lớn để chứa đựng tất cả tình cảm mọi người dành cho em. Em sẽ cố gắng để học tốt, hiểu nhiều và có thể làm nghề tốt ạ. Hy vọng trong tương lai thì em cũng là một đồng nghiệp anh Thái Tuấn ạ. Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều, chúng tôi chờ đợi điều đấy. Với một người nhiệt huyết, đúng không ạ? Ở tuổi 20, căng tràn nhựa sống đang hướng tới những điều rất là tốt đẹp. Và chúng tôi hy vọng rằng ước mơ của bạn nó sẽ thành sự thật, chứ nó không dang dở như cuộc đấu ngày hôm nay. Dạ. Chúc bạn với những thành công của mình sẽ luôn luôn đến. Và bạn với quyết tâm của mình, chúng tôi nghĩ rằng là cái con đường đời của bạn ở phía trước nó sẽ rất rộng mở. Cảm ơn bạn một lần nữa đã đến với chương trình và đem lại chúng tôi những cái cảm giác rất là tuyệt vời. Cho dù là người chơi chính chúng ta dừng cuộc chơi thì 4 người cùng chơi chắc chắn là cũng cảm thấy không tiếc nuối gì cả, đúng không ạ? Họ đã không nói gì rồi, rất thoải mái, cười tươi với quyết định của bạn. Một lần nữa, chúc mừng bạn với phần thưởng rất xứng đáng này. Em cảm ơn anh ạ. Xin cảm ơn chương trình, cảm ơn 100 người cùng chơi ạ.
Và bây giờ chúng tôi rất muốn tất cả quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón sự hiện diện của người chơi chính tiếp theo trong chương trình hôm nay, bạn Nguyễn Thị Mai Phong. Xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Nguyễn Thị Mai Phong, hiện nay 25 tuổi, đang làm kiểm toán viên tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào bạn, rất vui được chào đón bạn trở thành người chơi chính tiếp theo cho chương trình ngày hôm nay. Bao giờ thì những người chơi chính mà khi bước lên vị trí này thì cũng cảm thấy nó có một chút căng thẳng. Căng thẳng là nếu những người chơi chính phía trước chúng ta mà thi đấu tốt thì chúng ta cũng cảm thấy áp lực là làm sao chúng ta có thể thi đấu được tốt hơn. Người chơi chính phía trước mà thi đấu không tốt thì chúng ta lại cảm thấy ôi, nếu mà mình lại cũng giống với người chơi chính như vậy thì làm thế nào bây giờ, đúng không ạ? Rất nhiều câu hỏi đang đặt ra. Nhưng mà điều quan trọng nhất thì chúng tôi thấy là bạn có sự tự tin thoải mái khi bước lên đây. Giới thiệu thì rất ngắn gọn thôi, và chúng tôi muốn biết thêm về sở thích của bạn, những cái mà bạn quan tâm trong cuộc sống. Mình rất là thích xem phim, nghe nhạc và đặc biệt là thích đọc sách. Vâng, xem phim, nghe nhạc, đọc sách, phim. Sở thích rất là thú vị. Dạ, xem phim thì em đặc biệt là thích xem phim hành động và phim kinh dị một xí. Kinh não một xí. Nói chung là cứ cái gì kinh dị hoặc là những cái pha hành động gay cấn thì nó sẽ hấp dẫn và lôi cuốn bạn. Dạ vâng. Vâng, cái sở thích ấy nó đã lâu chưa ạ? Ăn trong máu anh. Ăn trong máu. Dạ. Cho nên là em cũng rất thích mạo hiểm. Và ngày hôm nay em chỉ có một mối lo duy nhất, đó là em sợ mình có lỡ lời phát ngôn gây sốc gì đó thì thành đề tài bị chế ảnh trên Facebook thôi. Nhưng điều quan trọng nhất thì với những cái pha gay cấn mạo hiểm hoặc là căng thẳng như trong những phim kinh dị ấy, đúng không ạ? Khi mà chúng ta tiết chế được cảm xúc thì chúng ta sẽ thấy là nó cũng thú vị. Và thấy là bạn có lý. Và điều quan trọng nhất là chúng ta sẽ không thể nào mà có thể làm cái gì hơi quá nếu như chúng ta biết tiết chế cảm xúc của mình. Bạn thì nói chung là cái đấy bạn nói với chúng tôi là ăn vào máu rồi, đúng không ạ? Cái sở thích đấy. Và ngày hôm nay thì cũng mạo hiểm một chút, đúng không ạ? Khi chúng ta trở thành người chơi chính, trận đấu trường 100, phải đối diện với 100 đối thủ, 100 người cùng chơi. Nhưng hãy tin tôi đi ạ. Đầu tiên khi mà chúng ta khởi đầu chương trình, 100 đối thủ vẫn là những người bạn đồng hành với chúng ta. Khi mà chúng ta chưa áp dụng luật chia tiền thưởng, đúng không ạ? Đồng nghĩa với việc khi người chơi chính chưa loại bỏ được 50 người cùng chơi. Bạn có hay theo dõi đôi chương 100? Dạ có ạ. Dạ. Dạ, cũng và thường xuyên. Cái cảm giác nếu mà trở thành người chơi chính thì tỷ lệ thắng của bạn là bao nhiêu? Khó nói mà em sợ nói trước bữa hôm qua. Vâng, thôi chúng ta cứ giữ lại cái việc đấy cho riêng mình, đúng không ạ? Dạ, điều quan trọng nhất là chúng ta quyết tâm, cố gắng. Và chúng tôi thấy là ngày hôm nay thì sau cuộc trò chuyện thì có lẽ là người chơi chính chúng ta, bạn Mai Phong đã quyết tâm hơn chút rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào việc chính. Chúng tôi muốn hỏi bạn là bạn đã sẵn sàng cho cuộc đấu của mình chưa? Sẵn sàng. Sẵn sàng. 100 người cùng chơi, quý vị sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Vâng, chúng ta bắt đầu cuộc đấu của người chơi chính. Và 100 người cùng chơi. Câu hỏi của chúng ta như sau. Nam diễn viên điện ảnh nào thủ vai thuyền trưởng Jack Sparrow trong phim Cướp biển Caribe? A. Jake Gyllenhaal. B. Johnny Depp. Hay C. Brad Pitt. 100 người cùng chơi. Xin mời trả lời câu hỏi. Như vậy là câu hỏi này thì chắc là có chút nào may mắn với người chơi chính chúng ta, đúng không ạ? Có thể nói là hơi trúng tủ tí. Bạn chia sẻ là thích phim hành động, kinh dị. Mà phim Cướp biển của Caribe thì chắc là nó có cả tính chất hành động lẫn kinh dị nữa, đúng không ạ? Bạn xem phim này bao giờ chưa? Em không những xem một lần mà em còn xem 2-3 lần rồi. Và em còn biết được cái anh diễn viên này là anh còn đóng phim khác nữa cơ. Vâng. Vâng. Dạ, câu trả lời của em là câu B, Johnny Depp. Người chơi chính chúng ta, bạn Mai Phong rất nhanh chóng đưa ra sự lựa chọn của mình. Một người yêu phim kinh dị thì rất có thể là sẽ đưa ra câu trả lời đúng rất nhanh. Hãy chờ xem đáp án chính xác của chương trình là gì. Phương án B là câu trả lời đúng, chắc chắn là như vậy. Xin mời bạn. Vâng, Johnny Depp là diễn viên người Mỹ.
sinh năm 1963 và đó là một diễn viên có thể nói là rất nổi tiếng như bạn đã chia sẻ, không chỉ trong bộ phim này đâu đúng không ạ, mà còn được yêu thích trong rất nhiều tác phẩm điện ảnh khác của Hollywood. Rất đúng đắn. Chả lẽ một người yêu phim kinh dị mà không thể đúng ở câu hỏi này. Nhưng mà có lẽ là với 100 người cùng chơi chúng ta thì rất nhiều người cũng đã từng xem qua bộ phim này, một bộ phim hấp dẫn, bom tấn của điện ảnh Mỹ. Hãy chờ xem là có ai đó trong số 100 người cùng chơi của chúng ta hoàn thành nhiệm vụ và ai trả lời sai ở câu hỏi này. Như vậy là đã có những người trả lời sai, chúng ta hãy xem. Có không ít người trả lời sai bởi khoảng thời gian là 6 giây là quá nhanh đối với họ để có thể đưa ra câu trả lời đúng. Người chơi chính chúng ta có 500.000 đồng tiền thưởng từ ban tổ chức của Đấu Trường 100 ở ngay câu hỏi đầu tiên. Và mức thưởng là 1 triệu đồng thời điểm hiện tại, rất nhanh chóng. Như vậy là có 24 người trả lời sai, 76 người trả lời đúng. Chúc mừng 76 người cùng chơi, chúc mừng người chơi chính. Bạn đã xong, bạn có 1 triệu đồng tiền thưởng từ ban tổ chức của Đấu Trường 100. Rồi, như vậy là chúng ta có một khởi đầu khá là hoàn hảo đúng không ạ? Một câu hỏi dễ với bạn nhưng loại bỏ được rất nhiều người chơi, 24 người cùng chơi. Bây giờ thì bạn có 1 triệu đồng tiền thưởng ở trong tay. Vị trí thi đấu thì được đảm bảo vững chắc đúng không ạ? Dạ. Và quyết tâm của bạn? Em sẽ chơi tiếp. Vâng, sẽ chơi tiếp. Chúng ta tiếp tục cuộc đấu của người chơi chính và 76 người cùng chơi. Câu hỏi tiếp theo. Loại hình dân ca nào được dùng khi lên đồng hầu bóng? A. Hát xoan. B. Quan họ. Hay C. Chầu văn. 76 người cùng chơi. Xin mời trả lời câu hỏi. Rồi, như vậy là những người cùng chơi chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Với bạn thì ngoài phim kinh dị đã bao giờ bạn đọc về loại hình dân ca nào được dùng khi lên đồng chưa? Trong câu này thì quan họ chắc chắn là không phải này. Em đang thắc mắc hát san với chầu văn, nghiêng về chầu văn hơn. Nhiều người đã cổ vũ cho bạn đúng không ạ? Dạ. Và liệu điều đó thì có giúp bạn quyết tâm để đưa ra câu trả lời? C. Em sẽ chọn câu C theo ý của em hồi nãy. Người chơi chính chúng ta đã đưa ra sự lựa chọn, rất nhiều người cùng chơi cũng đã ủng hộ người chơi chính. Chúng tôi hiểu vì sao, đúng không ạ? Những người cùng chơi rất muốn là người chơi chính đồng hành với họ càng lâu càng tốt. Hãy chờ xem là người cùng chơi cũng như rất nhiều người chơi chính chúng ta đã lựa chọn phương án C. Đó có phải là đáp án từ chương trình hay không? Trả lời đúng. Chúc mừng bạn. À, như vậy là bạn đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi. Cái loại hình dân ca được dùng khi lên đồng đó chính là hát chầu văn, thì hay còn gọi là hát văn. Tất nhiên là khi mà lên đồng thì không ai hát xoan cả, mà cũng chẳng ai hát quan họ. Nếu biết thì điều đó thật dễ, đúng không ạ? Dạ vâng. Và bạn thì bạn chắc chắn rồi, ít nhiều thì cũng đã được nghe tới điều này rồi. Dạ vâng. Băn khoăn một chút thôi, nhưng cuối cùng bạn đã vượt qua câu hỏi này mà chưa dùng quyền trợ giúp nào. Phía trước chúng ta là 76 người chơi, hãy chờ xem họ thi đấu như thế nào ở câu hỏi tiếp theo. Chúng ta chỉ có 1 người trả lời sai, 75 người trả lời đúng. Chúc mừng 75 người cùng chơi, chúc mừng người chơi chính. Như vậy bạn tiếp tục vượt qua câu hỏi này và giữ nguyên mức thưởng của mình thời điểm hiện tại, đó là 1 triệu đồng. Rồi, mọi chuyện thì chưa thay đổi nhiều lắm đúng không ạ? Có lẽ là điều mà bạn cần cảm thấy phải nói lời cảm ơn nhất đó là người chơi vị trí số 24. Cảm ơn bạn. Người chơi vị trí số 24 đã giúp cho bạn tự tin hơn. Ít nhất thì chúng ta vượt qua được câu hỏi và vượt qua được đối thủ.
một sự thay đổi nho nhỏ và quyết tâm của bạn thì không thay đổi đúng không ạ? Dạ vâng. Em vẫn chơi tiếp. Okay. Bạn, chúng ta tiếp tục cuộc đấu của người chơi chính và 75 người cùng chơi. Câu hỏi tiếp theo, ai là người đầu tiên đã chế tạo thành công bóng đèn điện dùng dây tóc? A. Thomas Edison. B. Alessandro Volta. Hay C. Michael Faraday? 75 người cùng chơi. Xin mời trả lời câu hỏi. Thực tế thì đây đều là những cái tên của những nhà khoa học hàng đầu thế giới đúng không ạ? Dạ. Theo em biết Michael Faraday là người phát minh ra máy phát điện. Volta thì như là phát minh ra điện thế hay là gì? Tại vì cái volt nó là để đo hiệu điện thế. Thomas Edison thì là một người có khá nhiều phát minh và trong đó có cả bóng đèn điện nữa, nhưng mà ở đây cái cụm từ bóng đèn điện dùng dây tóc làm cho em băn khoăn. Em nghiêng về phương án A. Không biết là mọi người thấy thế nào. Em sẽ chọn A. Có lẽ là ở câu hỏi tiếp theo này thì chúng tôi vẫn chưa thấy có gì thay đổi, là những người cùng chơi cũng có vẻ đồng thuận với người chơi chính chúng ta, bạn Mai Phong đã lựa chọn phương án A. Và người chơi chính chúng ta đã đưa ra. Vậy chờ xem đáp án chính xác từ chương trình là gì. Vâng, phương án A là câu trả lời đúng. Thomas Edison là nhà vật lý người Mỹ và ông chính là người đã chế tạo thành công bóng đèn có dây tóc vào năm 1879. Và trước ông thì đã có rất là nhiều nhà vật lý thí nghiệm làm đèn điện nhưng mà không thành công. Và như bạn đã chia sẻ rồi đúng không ạ, Thomas Edison chính là một cái nhà khoa học rất là tuyệt vời. Ông đã có rất rất nhiều những cái phát minh và làm lợi cho cuộc sống của tất cả chúng ta. Điều này thì có vẻ như không khó với người chơi chính, bạn Mai Phong. Có lẽ nó cũng không khó với 75 người cùng chơi. Chúng ta hãy xem là sau khi người chơi chính vượt qua được câu hỏi này rồi thì 75 người cùng chơi chúng ta thi đấu như thế nào. Cũng đã có những người trả lời sai và chúng ta hãy chờ xem. Mức thưởng người chơi chính chúng ta được nâng lên là 2 triệu đồng ở thời điểm hiện tại. Và như vậy là có 8 người trả lời sai, 67 người trả lời đúng. Chúc mừng 67 người trả lời đúng. Chúc mừng người chơi chính. Bạn có 2 triệu đồng tiền thưởng từ ban tổ chức ở đấu trường 100. Rồi, như vậy là rất tốt. Chúng ta đã gấp đôi được mức thưởng của mình, đúng không ạ? Tiếp tục vượt qua được một số đối thủ nữa. Và con đường phía trước thì chúng ta vẫn hoàn toàn nhận được sự ủng hộ cũng như cùng chơi. Chúng ta chưa áp dụng luật chia tiền thưởng. Bạn đã vượt qua được một số câu hỏi. Cảm giác đến bây giờ thế nào? Thoải mái hơn chút. Nó không giống như là chúng ta xem phim kinh dị đâu, đúng không? Nó không có cảm giác thăng trầm lên xuống khó chịu lắm, mà nó cứ êm đềm như là tiểu thuyết này, lãng mạn thôi. Này là em phải cảm ơn sếp em ở nhà trước khi đi. Sếp em chúc em là vượt qua được câu hỏi đầu tiên. Và giờ em đã được vượt qua được câu hỏi thứ bao nhiêu cũng nhớ lắm. Ba câu rồi. Vâng, và nói chung là chúng ta cứ yên tâm. Bạn đã làm tốt cái nhiệm vụ của mình. Và với cái sự tự tin như vậy thì chúng tôi nghĩ rằng là bạn còn có thể làm được tốt hơn nữa. Quyết định của bạn thời điểm này. Em chơi tiếp. Vâng, chúng ta sẽ tiếp tục cuộc đấu của người chơi chính và 67 người cùng chơi. Câu hỏi của chúng ta như sau. Loài côn trùng nào không chỉ biết kiếm ăn mà còn biết tự tạo ra nguồn thức ăn cho cộng đồng? A. Loài kiến. B. Loài mối. Hay C. Loài châu chấu? Những người cùng chơi xin mời trả lời câu hỏi.
Như vậy là 67 người cùng chơi chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ ở một câu hỏi có lẽ không quá khó khăn nếu có thời gian để có thể suy nghĩ. Chắc là kiến, mối hay châu chấu thì bạn đều đã biết rồi đúng không ạ? Dạ vâng. Và điều quan trọng là đâu là cái loài không chỉ biết kiếm ăn mà còn biết tự tạo ra nguồn thức ăn cho cộng đồng của chúng. Châu chấu thì không phải, chỉ còn loài kiến với loài mối. Hai loài này đều sống rất là cộng đồng. Vâng, hai loài này sống rất là cộng đồng và em cũng đang suy nghĩ. Mọi người thấy đáp án nào ạ? A hay B? B. Chắc chắn là ở thời điểm này khi mà chúng ta chưa áp dụng luật chia tiền thưởng thì người cùng chơi luôn luôn muốn tạo cơ hội cho người chơi chính chúng ta có thể đi tiếp đúng không ạ? Có như thế thì họ mới có thể có cơ hội nhận được tiền thưởng từ chương trình đấu trường 100. Và chúng ta cứ phân tích thật bình tĩnh và chúng ta sẽ xem. Em sẽ chọn phương án B. Phương án B. Như vậy là người chơi chính chúng ta nhận được sự ủng hộ của những người cùng chơi. Quyết định rất nhanh, không dùng tới bất kỳ một quyền trợ giúp nào từ chương trình. Và lựa chọn phương án B là câu trả lời. Hãy chờ xem sự lựa chọn ấy có chính xác hay không. Rất tiếc đúng không ạ? Rất nhiều người lại nhắc cho người chơi chính chúng ta là B. Và với sự tin tưởng như vậy của những người cùng chơi thì người chơi chính chúng ta lại đưa ra một đáp án. Rất tiếc là bạn còn 3 quyền trợ giúp ở trong tay mà không dùng tới. Loài kiến thì có loài thì nó biết nuôi cái con dẹp ấy ạ. Và nuôi cái con dẹp cây để lấy mật. Có loài kiến thì biết xén lá và biến đổi thành cái loại bột nhão rồi gieo vào bào tử nấm và để sau đấy thì mọc thành nấm, nó cung cấp thức ăn cho cả cái tổ kiến đó, đúng không ạ? Đấy. Hơi tiếc, nhưng dù sao cũng cảm ơn các bạn. Vâng, nói chung là dù sao chúng ta cũng phải cảm ơn tất cả mọi người. Và bạn thì bạn cảm thấy khá là thoải mái, chúng ta nghĩ là như vậy. Nó không có cái gì đó quá nuối tiếc ở bạn. Thật sự là thế. Cho dù là bạn còn trong tay ba quyền trợ giúp nhưng nó hơi bất ngờ câu trả lời đúng không ạ? Khi mà bạn vẫn đang nghiêng về cái phương án B nhiều hơn. Chúng ta phải nói lời chia tay người chơi chính theo luật của chương trình là vậy. Trước khi nói lời chia tay bạn thì hãy chờ xem là có bao nhiêu người trong số những người cùng chơi chúng ta cũng không thể trả lời đúng ở câu hỏi này. Chúng tôi nghĩ là không ít đâu, không thể trách người chơi chính chúng ta được. Và bạn thấy không, nếu chúng ta may mắn một chút đúng không ạ, chúng ta đã nâng mức thưởng lên 3 triệu đồng tiền hiện tại và đó là 5 triệu đồng này. Chúng ta xem có rất nhiều người trả lời sai. 10, không ai, chúng ta đặt cái điểm tin tưởng là 15 và rồi là 20 trả lời đúng. Và thậm chí là 40 triệu nhưng mà trả lời đúng ở câu hỏi này. Không thể trách bạn được. Như vậy là cũng không thể trách những người cùng chơi được. Họ đã trả lời sai nên tư vấn sai cho bạn. Có tới 57 người trả lời sai và chỉ có 10 người trả lời đúng mà thôi. Rất tiếc là 57 người cùng chơi chúng ta trả lời sai, 10 người trả lời đúng cũng không nhận được phần thưởng nào hết. Vì chúng ta chưa áp dụng luật chia tiền thưởng. Và có lẽ là không có gì phải tiếc nuối nhiều. Và bạn thì bạn thấy đấy, bạn đã thi đấu rất là tốt, rất là cố gắng rồi. Nói thật là như thế, mà bạn không may một chút thôi. Nếu như bạn áp dụng quyền trợ giúp là hỏi người chơi ở thời điểm này thì có lẽ là cũng hơi khó khăn đúng không ạ? Và tin người chơi thì chúng ta cũng đã bị loại bỏ khỏi chương trình rồi. Và không sao, bạn đã có một màn thi đấu rất là tốt. Chúng tôi nghĩ là như vậy, không thể trách bạn được. Bạn nhìn thấy đèn đỏ số lượng rất nhiều. Và nếu may mắn thì chúng ta có 40 triệu và có thể về được rồi. Nhưng mà chắc là bạn sẽ không làm như thế. Nhưng bây giờ thì chúng ta phải nói lời chia tay. Và trước khi nói lời chia tay thì bạn Mai Phong chúng ta có muốn chia sẻ thêm điều gì với những người chơi, quý vị khán giả xem truyền hình, cho chương trình ngày hôm nay?
tham gia chương trình ngày hôm nay mình rất là vui. Thứ nhất là được giao lưu với các bạn, được gặp anh Thái Tuấn, được lên TV. Rất tuyệt vời. Cho nên cảm ơn các bạn rất nhiều. Và trước khi bước lên cái vị trí thi đấu của Đấu Trường 100 thì sếp của bạn đã nói là cố gắng vượt qua được câu 1 đúng không? Nhưng bạn làm tốt hơn như thế rất là nhiều. Bây giờ thì bạn đã vượt qua được tới 90 đối thủ rồi. Chỉ có điều là chúng ta sẽ cùng 90 đối thủ đó chia tay chương trình ngày hôm nay. Vâng, như vậy thì một lần nữa thay mặt những người thực hiện chương trình, cảm ơn bạn rất nhiều. Chúc cho bạn may mắn trong công việc và chúng ta sẽ tiếp tục có những cái thành công khác nữa trong cuộc sống của bạn. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đến với chương trình ngày hôm nay. Dạ. Kính thưa quý vị khán giả xem truyền hình, và một lần nữa thì chúng tôi nói lời cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi Đấu Trường 100 ngày hôm nay. Rất tiếc là chúng ta phải nói lời chia tay người chơi chính chúng ta ở đây, nhưng đó là luật của chương trình và chúng tôi rất muốn là quý vị, người chơi chính của chúng ta, những người chúng ta có thời gian theo dõi Đấu Trường 100, chúng ta sẽ luôn luôn có những khoảng thời gian tiếp theo đây thật may mắn trong cuộc sống. Hãy truy cập website www.songvangproduction.com.vn, ở đó thì quý vị sẽ có mọi thông tin liên quan đến Đấu Trường 100. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.